xin giới thiệu cả nhà, đây là vườn hoa giấy của anh Lâm ở số 4 thành phố Bắc Ninh nhé. Toàn cây khủng thôi mọi người, toàn cây gốc siêu khủng, siêu to luôn. Xem. Mọi người muốn xem cái vườn hoa gốc siêu to luôn nhé, siêu to khổng lồ luôn. Hôm nay được chiêm ngưỡng cái tác phẩm Phượng Hoàng ấy nhá, sắc pháo Phượng Hoàng, hoa giấy siêu to siêu đẹp luôn ở thành phố Bắc Ninh. Quá đẹp luôn mọi người ạ. Đang mùa hoa tuyệt vời luôn. Hãy giới thiệu một cái vườn hoa giấy khủng ở Bắc Ninh nhé. Sắc pháo này, hoa tung trời luôn. Quả gốc này hơi bị khủng luôn nhé. Quả gốc này thấy to nhất ở Việt Nam. Tiếp các bạn này, nhìn cái vành của nó này, găng tay của mình là 22 nhá, vành không biết là bao nhiêu luôn, quá chất luôn, quá chất luôn mọi người, đấy, bay nhá. Mọi người nhìn thấy khủng không? Cây quá khủng luôn. Vườn trong này nhìn toàn cây đẹp luôn này. Úi xôi, hoa giấy. Úi xôi. Gốc khủng không? Hoa nhìn vãi luôn. Tràn ngập hoa, sợ thật. Cây hoa này đẹp thế. Đây là vườn hoa giấy ở Bắc Ninh nhá. Toàn cây khủng các bạn ạ. Hầu như cái mùa các cây này vành đều trên 100 hết. Không thước đo trên 100 hết. Đúng là khủng thật. Một số cây phải đi thì mới mở rộng tầm mắt các bạn ạ. Toàn cây khủng không? Đấy, mọi người thấy cây này chưa? Thoải mái gác cổng nhá. Vườn hoa giấy này ở Bắc Ninh. Úi xồi ôi. Đẹp thế hoa. Tươi như là sắc pháo, tươi khủng khiếp luôn. Cây này để vận chuyển được về đây cũng tương đối mệt. Đẹp quá các bạn. Gốc siêu khủng luôn. Đấy, gốc này thôi vành đến 200, sợ thế. Không ngờ Việt Nam mình nhiều hoa giấy đẹp thế. Này dáng bay, bay đẹp.
Tiếp đến một cây sắc pháo này. Cây sắc pháo này các bạn. What? Quá là bạt ngàn nhá. Gốc này. Đã nhìn gốc này xem nào con. Gốc. Ôi, đo xuống nhá, từ khe này nhá. 1 2 3 4 5 gang. 5 gang tay. Vành 100 nhá. Vành 100. Đấy. Khủng quá. Sắc pháo đẹp. Tươi hòa tươi. Nhìn gốc của nó. Đấy. Gốc khủng. Hoa giấy quá đẹp luôn các bạn. Hoa nở. Ôi, nhìn hoa nở. Thật sự là choáng. Đẹp. Phải nói là đẹp. Với mình thì mình vẫn kết sắc pháo mọi người ạ. Sắc pháo rất là đẹp. Ôi, nhìn cây. Không hiểu hoa giấy đâu mà khủng. Gốc siêu to luôn. Này xuống tầm hoa giấy. Kìa. Toàn gốc khủng. Đẹp luôn mọi người. Gốc này thì không biết là nó vành là nó bao nhiêu. Hai màu. Cây kia to. Rừng hoa giấy rồi nhé cả nhà nhá. Sổ rừng hoa giấy luôn.